Ngày 6 tháng 11, đại diện chính quyền xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ va chạm giữa xe máy và xe đạp điện khiến một người tử vong, bốn người bị thương. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, cụ thể vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 5 tháng 11, xe máy biển kiểm soát 73H1-27078 chở 3 người trên xe gồm NXJ 26 tuổi, LDF 23 tuổi và JDG 18 tuổi, cùng trú tại thôn Bình Minh, xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy. Khi đến tỉnh lộ 564, địa phận qua thôn Quy Hầu, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, xe máy chạy với tốc độ cao đã va chạm trực diện với xe đạp điện 73AG05613 chạy theo chiều ngược lại. Trên xe đạp điện lúc này chở hai người gồm HDPQ, tên viết tắt 14 tuổi, trú tại tổ dân phố Thường Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, và NTTH 16 tuổi, trú tại thôn Quy Hầu, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy. Cú va chạm mạnh khiến 3 người trên xe máy và 2 người trên xe đạp điện bị thương. Sau đó, người dân địa phương đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân NXJ đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Vụ việc đang được công an huyện Lệ Thủy điều tra, xử lý.